Kính thưa Hội Thánh, chúng ta biết và tin rằng Kinh Thánh là một quyển sách vĩ đại nhất của thế giới, của nhân loại, của con người. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh lại có một cái câu mà chúng ta cũng tin rằng đó là một cái câu vĩ đại nhất mà Chúa đã nói lại với tất cả chúng ta là con cái của Ngài. Ở trong sách Cô Rinh Tô thứ nhất đoạn 13, câu thứ 13. Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin sự trông cậy tình yêu thương nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương sau tất cả mọi điều mọi sự dạy dỗ ở trong kinh thánh thì kinh thánh lại nói là bây giờ còn lại ba điều mà thôi ba điều thật là quan trọng đó là đức tin sự trông cậy và tình yêu tôi uh, nghĩ rằng có lẽ chúng ta cần phải học biết và à, suy gẫm về ba điều thật quan trọng này trong đời sống của chúng ta là một người theo chúa cái bài đầu tiên mà chúng ta sẽ học chung với nhau đó là đức tin hôm nay chúng ta sẽ nói về đức tin thưa ông bà anh chị em cái gì khi mà nó sanh ra nó mới bắt đầu thì nó cũng sẽ có một cái giai đoạn phải lớn lên rồi trưởng thành rồi sau đó là kết quả à, con người ta khi mà mới sinh ra thì là một em bé rồi trải qua thời gian thì thành một thiếu nhi rồi thiếu niên rồi thanh niên rồi lớn hơn nữa tráng niên trung niên và lão niên cây cối cũng vậy khi chúng ta gieo một cái hạt xuống đất rồi cái hạt nó nảy mầm nó thành một cái cây rồi cái cây theo thời gian nó phải lớn lên rồi cái cây nó lớn lên và cuối cùng thì nó kết quả đức tin của con cái Chúa cũng vậy Khi chúng ta mới tin Chúa Thì giống như là một em bé Như là một cây cây non Mới sinh ra trong nhà Chúa Nhưng mà nó phải lớn lên Nó phải lớn lên theo thời gian Nó phải chấp nhận những um, khó khăn của thời tiết Của đất đai, của nhiều thứ Và cuối cùng thì nó phải sanh kết quả Đức tin như Kinh Thánh nói là một điều quan trọng ở trong đời sống của chúng ta nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ uh, suy gẫm cùng với nhau xem là cái đức tin của chúng ta qua bao nhiêu năm tháng nó đã như thế nào chúng ta sẽ học chung với nhau ba điều về vấn đề đức tin cái điều đầu tiên mà chúng ta học là đức tin cứu rỗi tức là cái đức tin mà được cứu đó thì cái chữ tin nó có rất là nhiều nghĩa À, cái nghĩa đầu tiên của nó là khi chúng ta chỉ tin một cái gì đó thôi, tin mà khi mà chúng ta thấy à, chúng ta tin là một cái sự rất là bình thường, một cái sự đơn giản thôi. ví dụ như là tôi, tôi 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 biết là ông ở tại nước Mỹ có tổng thống Barack Obama và tôi tin là ông ta là tổng thống của nước Mỹ. Đấy đó là cái sự tin bình thường là bởi vì mình thấy thì mình tin. ai cũng có thể tin được điều đó. nhưng mà kinh thánh định nghĩa đức tin là là một cái việc khác ở trong Hebrew đoạn 11 câu 1 thì nói rằng vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Cái đức tin được Kinh Thánh định nghĩa là cái đức tin mà chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta vẫn tin. Cái đức tin đó mới gọi là đức tin cứu rỗi. Ở trong sách Giăng đoạn 6 câu 47 thì Chúa Giêsu nói như vậy: Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, hãy ai tin thì được sự sống đời đời cái tin này nó không phải là cái cái việc mà chúng ta đã thấy rồi à, chúng ta mới tin thật sự thì khi mà à, chúng ta biết về người ta đến làm chứng cho mình để chúng ta nghe về chúa nhưng mà chúng ta chẳng không có thật sự biết chúa là ai cũng chưa bao giờ kinh nghiệm thấy chúa như thế nào ở trong đời sống của mình chỉ nghe nói thôi nhưng mà vì à, vì đức tin vì chúng ta tin rằng à, cái điều đó có thật cho nên chúng ta tin thì cái đức tin này Kinh Thánh nói là cái đức tin được cứu rỗi. Và Chúa nói mà ai tin Ngài, à, chưa có thấy Ngài, à, nhưng mà biết Ngài là đấng, đã à, đến thế gian vì yêu thương thế gian và đến để hy sinh, để chết ở trên thập tự, để cứu tội lỗi người đó. Thì cái đức tin đó được cứu. Nhưng mà thương bà, anh chị em, à, một cái nghĩa nó còn quan trọng hơn nữa là khi chúng ta chỉ tin như vậy, chúng ta công nhận như vậy, chúng ta biết như vậy thì nó vẫn chưa đủ. Kinh Thánh có nói là ma quỷ nó cũng tin Chúa Giêsu. Có nhiều đoạn Kinh Thánh nói là ma quỷ tin và nó sợ Chúa Giêsu nữa, nhưng mà nó, nó nó không có công nhận mà nó không có theo. Cái 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 đức tin của chúng ta đó khi mà chúng ta tin Chúa đó là chúng ta phải chấp nhận. Và không phải chấp nhận mà nhận Chúa làm Chúa. Không có phải chỉ là Chúa thôi, nhưng mà thật sự là chủ. Chúng ta hiểu cái ý nghĩa của chữ chữ chủ. Tức là một người đầy tớ sẽ phải đầu phục hoàn toàn một cái người chủ và làm theo tất cả những cái mạng lệnh hay là những sự chỉ dẫn của người chủ. Và cái người chủ là cái người quyết định mọi thứ cho mình, chứ không phải là mình quyết định cái điều đó. Ở trong Matthew đoạn 7 câu 21 thì nói rõ rằng chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng lạy chúa, lạy chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi chúng ta hay đơn giản nghĩ rằng chỉ mở miệng nói tin là đủ là được cứu rồi nhưng rồi không có bao giờ bước theo chúa không có bao giờ đọc lời của chúa không có bao giờ để lời của chúa dạy dỗ mình quyết định mình hướng dẫn mình Và chúng ta nói là chúng ta tin qua một cái sự cầu nguyện rồi rồi sau đó thì cứ bước theo cái con đường cũ của mình đời sống không có gì thay đổi và không có một cái gì để chứng tỏ là cái người đó đã thật sự đã tin Chúa là con của Chúa thì chúng ta nghĩ là cái cái niềm tin đó có ích lợi gì không? Gia cơ đoạn 2 câu 17 nói rằng về đức tin cũng một lẽ ấy nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Chúng ta nghĩ là một cái người mà tin Chúa bằng một cái lời nói bằng một cái sự chấp nhận như vậy thì có được cứu không? thưa ông bà anh chị em cái 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 đức tin à, cái cái niềm tin thứ hai cái bước thứ hai cái sự lớn lên của đức tin là một cái đức tin hành động chúng ta thấy là những cái khái niệm như là yêu thương như là hạnh phúc nó chỉ là một cái lý thuyết một cái lời nói ví dụ như khi tôi nói yêu thương một người nào đó khi tôi nói là một người đang sống trong hạnh phúc thì không phải là tôi nói mà tôi có thể biết được điều đó nhưng mà khi tôi thật sự yêu thương và làm một cái gì đó cho cái người đó hay là cái đời sống gia đình của chúng tôi có sự bày tỏ cái niềm hạnh phúc ở trong gia đình người ta chỉ thấy yêu thương và hạnh phúc bằng cái hành động chứ không phải là cái lời nói chúng ta đồng ý với nhau điều đó và cái đức tin nó cũng vậy cái đức tin nó không phải là nói chúng ta có thể nói là chúng ta có đức tin nhưng mà người ta không có thấy điều đó cho đến khi người ta nhìn thấy cái đức tin của mình qua hành động. Thưa ông bà anh chị em, khi có một cái cơn bão nó nổi lên ở trên biển, thì các môn đồ đã sợ hãi, đã cuốn cuồng lên. Và Chúa Giêsu đã hỏi một câu như thế này, đức tin các ngươi ở đâu? Và chúng ta thấy là thật là buồn cười. Các môn đồ nói là họ có đức tin họ theo Chúa, nhưng mà ngay cả khi có Chúa ở trong thuyền họ vẫn sợ hãi cái đức tin đó nó phải được biểu lộ qua cái hành động của chúng ta. Cái hành động đầu tiên đó là chúng ta phải vững vàng ở trong những cái sóng gió, những cái khó khăn, những cái hoàn cảnh của cuộc đời của mình. Vì chúng ta tin chắc chắn là Chúa Giêsu xu đấng yêu chúng ta, hứa đi cùng chúng ta, sẽ bảo vệ, gìn giữ chúng ta, sẽ giải quyết tất cả mọi nan đề của chúng ta. Cái đức tin hành động thứ hai nó là một cái đức tin phục vụ nữa. Trong cái trường hợp bà Gia Fierre ở trong mát đoạn 1 câu 31, Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Kinh Thánh không có nói lý do tại sao khi được chữa lành thì bà bắt tay ngay vào việc phục vụ. Có người thì nói là bà có bà này là một người đàn bà mau mắn, hết bệnh thì đứng dậy làm việc liền chứ không có chịu ngồi không. Còn có người thì nói là bà biết ơn Chúa có người thì nói là bà yêu chúa kinh thánh không có nói gì về những cái điều đó và chúng ta cũng có thể cho là có tất cả những cái điều đó ở nơi người đàn bà này nhưng mà cái ý nghĩa rõ ràng nhất ấy, mà chúng ta có thể thấy được đó là khi được cứu khi được chữa lành thì cái người đó bắt tay ngay vào việc phục vụ làm việc chứ không có ngồi không chúng ta amen không phục vụ nghĩa là làm việc cho người khác chứ không phải cho mình nữa khi một người còn uh, trẻ còn non nớt ở trong đức tin chưa có sự hiểu biết thì còn đòi hỏi người này người khác phục vụ mình nhưng mà khi người đó đã lớn lên dần ở trong đức tin thì cái dấu hiệu của sự trưởng thành đó là phục vụ người khác một người không có phục vụ gì hết hay là qua nhiều năm tháng mà vẫn cứ ngồi đó chờ người ta phục vụ mình thì chúng ta có thể tin rằng uh, cái đức tin của người đó vẫn là một cái đức tin con trẻ. Cái đức tin hành động thứ ba là cái đức tin sẵn sàng để nói. Như anh Rê đã gọi anh mình trong văn đoạn 1, từ câu 40 đến câu 42. Trong hai người đã nghe điều văn nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó. Một là anh Rê, em của Simon Fierre. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Messi, nghĩa là đấng Christ. Người bàn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: "Ngươi là Simon, con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Phiên." Chúng ta thấy là cái niềm tin của anh Rê là một cái niềm tin hành động, thế là ông tin có thật Chúa và ông biết Chúa là 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 Đấng Messi là thật và cho nên ông sẵn sàng ngay tức thì ông đi tìm anh mình là fierrer và đem fierrer đến với chúa một người khi mà uh, khi mà mà có một cái tin vui mừng gì đó hay là hay là uh, khám phá ra một cái điều gì đó có thể giúp ích cho người khác có thể đem lại cái sự chữa lành cho người khác thì thường là người ta mau mắn, người ta vội vã người ta chạy đi và người ta loan báo ra cho người ta không có im lặng nếu mà khi chúng ta tin Chúa trong nhiều năm mà chúng ta không thấy có một cái hiệu quả gì hết trong cái cuộc đời của mình, không không thấy là Chúa Giêsu có thật sự là đem lại cho chúng ta cái nguồn phước gì hay là cái chữa lành gì cho chúng ta, thì đây là cái thời gian mà chúng ta cần phải xem lại cái đức tin của mình, xem chúng ta đã thật sự tin cái gì. Theo ba anh chị em, cái đức tin thứ ba, cái đức tin đã được lớn lên, đây là cái giai đoạn một cái cây nó đã trưởng thành rồi và nó đã sẵn sàng ra trái. Đây là cái điều bắt buộc. Khi mà Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài cứu người khác, Ngài nuôi họ, Ngài trồng họ lớn lên, thì cái điều quan trọng là Chúa muốn kết quả. Giăng 15-16 nói rằng, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả Hầu cho trái các người thường đậu luôn. Đây là cái loại đức tin của các sứ đồ khi được kêu gọi đi theo. Ở trong Matthew đoạn 9 câu 9, Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng, hãy theo ta. Cái chữ chúng ta lưu ý là hãy theo ta. Khi mà Chúa Giê-xu nói chuyện với đám đông, có nhiều khi Chúa nói là hãy tin ta nhưng mà nói với các sứ đồ thì ngài nói là hãy theo ta tin ta và theo ta là hai vấn đề khác nhau chúng ta tin rồi và sau đó chúng ta đi theo đức tin lớn lên là sự kêu gọi dấn thân trực tiếp chính vì cái sự kêu gọi đặc biệt này mà những sứ đồ những môn đồ được chúa kêu gọi đã trở nên những người lãnh đạo và từ nơi họ đã sinh ra những kết quả không thể nào tưởng tượng được ở trên cả thế giới ngày hôm nay. Từ con số 12 người nhỏ nho như vậy, ngày hôm nay trên thế giới đã có gần 3 tỷ người tin Chúa Giêsu. Thưa ông bà anh chị em, thật sự không phải ai cũng được kêu gọi vào chức vụ cả. Sự kêu gọi vào chức vụ là dành cho một số người đã thật sự trưởng thành và lớn lên. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đã chọn và kêu gọi ai thì cái người đã biết. Tôi tôi tin rằng cái người đó thật sự biết. Chúng ta không có thể nói là 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 tôi không biết hay là tôi không chưa có nghe tiếng Chúa Giêsu gọi mình. Khi chúng ta đọc kinh thánh thì chắc chắn là chúng ta nghe những cái lời kêu gọi như là khi Chúa kêu gọi Matthew, khi là Chúa kêu gọi Phêrô dân thì đó cũng là chính là lúc mà Chúa kêu gọi chúng ta vậy. Nhưng mà chúng ta thoái thác Chúng ta làm như là không có nghe. Chúng ta nghĩ đó là một Chúa nói với ai khác không phải nói với mình. Giống như Jeremy vậy, ở trong uh, Jeremy đoạn 1 câu 4 câu 7. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Tôi thưa rằng: Ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi vì tôi là con trẻ nhưng Đức Giê-hô-va lại phán chớ nói tôi là con trẻ vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói đây là một cái sự thách thức theo Chúa phải là một cái sự thách thức nó không phải là một cái việc đơn giản Chúa Giê-su bèn phán cùng môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Mai thơ 26, 14 Chúa Giêsu nói rõ cái giá phải trả khi theo Chúa. Ngài không có hứa hẹn viễn vong hay là nói những cái điều không có thật. Thường thường chúng ta biết rằng để có một cái gì mà nó 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 đắt giá chẳng hạn như là vàng, bạc hay kim cương hay là chúng ta muốn một cái chức vụ cao hay là một cái đời sống sung túc gì đó ở trong đời sống thì thiệt sự nó không có phải là là tự nhiên mà có được. Và không có cái gì mà nó tốt hay là nó, nó 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 quý giá mà chúng ta nhận được free. Ở người ta nói là ở trong thế giới này không có cái gì là free. Ngay cả khi chúng ta gửi thư hay là chúng ta gọi điện thoại mà gọi là điện thoại free nó cũng không phải là free mà là có một cái người khác đã trả cho mình rồi. Và cái giá trị của một vật nó càng cao chừng nào thì chúng ta càng phải trả giá càng cao chừng đó việc theo chúa giêsu là một cái cái việc uh, thật cao quý đi theo chúa để mà để mà uh, cứu người để mà cứu những cái linh hồn người khác để đưa người đó vào thiên đàng là một cái việc làm một cái cái hành động cao quý hơn hết thành ra bắt buộc là phải trả giá chứ không thể nào mà uh, chúng ta uh, nói rằng uh, chúng ta đòi hỏi phải có một cái sự dễ dàng hay là một cái sự uh, tốt đẹp nào đó nghĩa là được uh, nhẹ nhàng bình an vui vẻ không phải như vậy cái chữ thách thức nhất ở trong cái câu kinh thánh này là cái chữ bỏ mình. Người ta nói là uh, thiệt sự ra đó người ta uh, hay nói là uh, bỏ này bỏ người này bỏ người kia ở trong đời sống của mình là nó khó, ví dụ như là uh, bỏ cha bỏ mẹ bỏ chồng bỏ con đại khái là khó, nhưng mà người ta người ta nói là người ta nghĩ lại đó người ta nói là thiệt sự ra bỏ những cái đó không khó, cái khó nhất là bỏ mình. Tại vì con người của mình là khó bỏ lắm mình có rất là nhiều những cái mà 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 không có thể nào mà có thể bỏ được không những thế mà kinh thánh lại nói là là bỏ mà lại còn phải vác cái thập giá của của mình để mà theo nó lại càng khó khăn nữa và cái nghĩa của thập giá có nghĩa là chấp nhận đau khổ và ngay cả cái sự chết giống như chúa giêsu cái chữ liều chữ bỏ có nghĩa là hãy quên đi về từ chối những cái lợi ích bản thân và hãy ưu tiên cho Chúa, cho công việc của Chúa. Vì đây là một cái mục đích, một cái lý tưởng cao quý. Cứu linh hồn con người ta chứ không phải là chúng ta chỉ cung cấp những cái vật thực cho đời sống mà thôi. Đây là cái mục đích tối thượng mà Chúa Giêsu -xu xuống trần gian. Theo Chúa, chấp nhận cái thách thức mà bước đi là noi dấu chân của Chúa, là nếm trải mọi cái gian khổ và tận hiến như Ngài. Thưa ông bà anh chị em Ở trong Luca đoạn 9 câu 59-60 Chúa Giêsu cũng có nói về cái cái vấn đề, những cái điều kiện để có thể theo Chúa Ở trong cái đoạn kinh thánh này nó có tới 3 phần Nhưng mà chúng ta chỉ trích ra một phần ở trong à, câu 59-60 mà thôi Ngài phán cùng kẻ khác rằng Ngươi hãy theo ta Kẻ ấy thưa rằng Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy để kẻ chết chôn kẻ chết còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức chúa trời chúng ta đọc tới ở đây thì chúng ta thấy là có vẻ như chúa hơi hơi khó khăn hơi hơi tàn nhẫn ví dụ vậy nhưng mà nhưng mà thật sự là chúng ta biết là chúa giêsu biết cái ý của cái người đó cái cái, cái 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 lý do của người đó nêu ra để mà thoái thác để mà trốn tránh thôi chứ đó không phải là một cái lý do thật khi mà người ta uh, được kêu gọi để làm một cái gì đó thì nếu người ta không muốn thì người ta sẽ đưa ra những cái lý do ai cũng có lý do hết như cái người đàn ông này ông ta nói là để tôi đi chôn cha tôi trước nhưng mà nhưng mà có thể là cha ông ta chưa có bệnh tật gì cả thì chưa biết đến khi nào chết và có thể là không biết đến khi nào thì ông ta mới thật sự theo chúa được đó là một cái lý do đối với chúng ta cũng vậy khi mà chúng ta nghe lời của chúa thì chúng ta cứ cứ lần lửa, cứ lý do giống như jeremy khi nãy vậy nói tôi là con nạn trẻ tôi không có thể nói được Môi xe cũng hay từ chối chúa và 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 có nhiều người thì nói là xin chúa chờ con một thời gian nữa để mà để mà để mà uh, uh, vợ con uh, lấy vợ rồi có con có người nói là con chờ con lớn lên cho nó xong bổn phận cha mẹ rồi 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 sau đó thì con lớn lên để con lập gia đình lập gia đình rồi lại có cháu rồi lại nó thôi để chờ cháu nó lớn lên và cứ cái lý do như vậy và chẳng bao giờ có thể theo chúa được nhưng mà thưa ông bà anh chị em một cái người thật sự trưởng thành một cái người thật sự lớn lên và được sự kêu gọi của chúa là một người chấp nhận để bước qua tất cả những lý do chắc chắn rằng cái đoạn đường chúng ta đến thiên đàng đi với chúa nó sẽ có rất là nhiều những ngọn núi có rất là cả trăm cái ngọn núi khó khăn giống như vậy nhưng mà với đức tin sự kêu gọi chúng ta có thể bước qua những cái chướng ngại đó với sự trợ giúp của chúa tôi nhớ một cái câu chuyện tôi chính là tôi đã đã chứng kiến cách đây nhiều năm lắm rồi mười mấy năm không nhớ khi tôi đi dự một cái đại hội À, trong một cái buổi làm chứng à, tôi là cái người làm à, à, hướng dẫn cái buổi làm chứng cái đêm hôm đó. Thì có một cái ông cụ khoảng đâu 75 80 cũng không nhớ là cụ à, lụm cụm từ ở phía dưới đi lên xin làm chứng. Và cụ nói rằng à, cụ đã được Chúa kêu gọi và chức vụ từ cái năm khoảng 30 tuổi kìa nhưng mà nhưng mà cụ cứ hết lý do này thứ lý do kia cứ lần lửa hoài cứ chờ cứ cứ này xin chúa cho thêm thời gian thì thời gian trải qua hơn 40 năm rồi bây giờ đó thì cụ quyết định là cụ dân mình để hầu việc chúa thì ở dưới cử tọa vỗ tay và hallelujah amen rất là sôi nổi lên nhưng mà lúc đó tự nhiên sao tôi cảm thấy là tôi không có vỗ tay được và lòng tôi rất là ái ngại tự nhiên lúc đó tôi hình dung là Chúa Giêsu nếu mà chưa có mặt ngay lúc đó thì Chúa chắc cũng không có vỗ tay đâu nhưng mà Chúa sẽ nói như vậy Chúa nói là cái tướng con đi à, lụm cụm như vậy cái tuổi như vậy đó thì hầu việc ta cái gì nữa thì chắc là thôi để ta hầu việc con thì có lý hơn cái câu chuyện đó nó khiến cho tôi nhớ lại cái câu chuyện à, dân à, bó hoa hồng héo có một cái người à, đi vào thăm một cái người ở trong bệnh viện và mang theo một cái à, Bó hoa đẹp, nhưng mà vô thì không có tặng, để đó rồi lại mang về. Bữa sau thì lại mang vô, rồi lại mang về. Cứ nhiều ngày như vậy, cái bó hoa nó dần dần nó héo đi. Thì tới cái ngày thứ tư, thứ năm gì đó, khi nó đã héo lắm rồi, thì trước khi về thì mới nói là tặng cho cái người bệnh nhân đó. Người bệnh nhân nó giận lắm, nói là tại sao cái lúc mà nó còn tươi thì không có tặng tôi, mà bây giờ để cho nó héo queo well đi rồi tặng. Thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa của cái người tặng cái bó hoa héo đó. Nó giống như một cái người mà được Chúa kêu gọi dân mình vào trong cái tuổi thanh xuân, cái tuổi trẻ để mà hầu việc Chúa. Mà cứ thoái thác, cứ lần lửa, cứ hẹn hò từ ngày này qua tháng khác. Cho đến khi tuổi đã già, sức đã yếu, không còn bao nhiêu hơi sức nữa Thì mới dâng cho Chúa Thì thưa ông bà, anh chị em Nó chẳng còn là bao nhiêu để mà chúng ta có thể hầu việc Chúa được Tôi nói là tôi nói những cái người đã 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 từ chối Chúa Từ khi mình còn trẻ không có bước theo ngài nhưng mà chúa sẽ yêu thương biết bao nhiêu những người đã lớn tuổi đã già rồi nhưng mà đã dâng mình hầu việc chúa từ những cái ngày còn thơ ấu và cho đến bây giờ trải qua bao nhiêu chục năm dù tuổi già sức yếu vẫn còn hầu việc chúa vẫn còn góp phần trong sự ra đi trong sự chứng đạo hầu việc ngài điều đó là một điều tốt lành thưa ông bà anh chị em bài học này cho chính tôi cũng như là cho tất cả ông bà anh chị em chúng ta xét lại là chúng ta đang ở dạng đức tin nào cái đức tin của chúng ta chỉ ngừng lại ở đức tin cứu rỗi hay là chúng ta đã bước lên một bước thứ hai là đức tin hành động và có ai trong chúng ta đã bước đến cái giai đoạn thứ ba là cái đức tin được kêu gọi nghe tiếng chúa kêu gọi và sẵn sàng để đáp ứng tiếng gọi của ngài ngay bây giờ Tôi ao ước rằng chúng ta sẽ không bắt trước cái người đàn ông dân cho Chúa cái tuổi già, sức yếu, bệnh tật của mình. Nhưng mà chúng ta hãy dân những cái thời giờ còn lại ở trong đời sống của mình. Những cái thời giờ mà chúng ta còn có khỏe mạnh được để chúng ta có thể hầu việc Chúa một cách tốt lành nhất. Cảm ơn Hội Thánh.